Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Đức Giêsu giục các môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!" Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ." Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy." Chúa phán: "Hãy đến." Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con." Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông và nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa."